Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 561, giải phóng lần thứ 2, năm trên 80. Không tốt. Hỏa vũ lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn quá muộn. Ám ảnh nhất kích là một chiêu có lực sát thương lớn nhất của nghề nghiệp thích khách, cơ hồ có thể một kích tiêu diệt hơn nửa ống máu của MT cung cấp, cho dù cùng chiến sĩ cũng có thể đánh thành tàn huyết, đồng thời cũng là một chiêu nhanh nhất, đối mặt với một chiêu này chỉ có thể sử dụng kỹ năng để ngăn cản. Không ngờ xích ảnh hôn lan cũng biết. Có điều sau khi xích ảnh hung lan đánh trúng Thạch Phong, vẻ mặt không hề thả lỏng, ngược lại còn âm trầm hơn, nhìn về phía Thạch Phong không biết từ lúc nào đã từ trên không trung rơi xuống đất, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bởi vì lúc trước bị ám ảnh nhất kích đánh trúng căn bản không phải là bản tôn của Thạch Phong, chỉ là một đạo tàn ảnh. Gừ gừ gừ. Xích ảnh hung lan giận dữ, lập tức phát động mảnh công liên tiếp. Lúc thì biến mất, lúc thì xuất hiện chủy thủ đen xì như mực hóa thành vô số lưu quang lướt về phía thạch phong có điều thạch phong cũng lúc thì biến mất lúc thì xuất hiện thâm nguyên giả và luyện ngục chi ảnh trong tay cũng hóa thành hai đạo lưu quang đỡ lấy tất cả công kích tình thế nghiêng về một bên lúc trước trong nháy mắt đã biến thành giằng co hai bên đánh tới tia lửa văng khắp nơi mỗi lần va chạm đều cúng lên bảo táp khiến đám người thủy sắc sắc phi ở bên cạnh quan chiến sợ hãi run rẩy đây rốt cuộc là hỏa vũ mở to hai mắt hoàn toàn không rõ là có chuyện gì. Tốc độ của Thạch Phong từ lúc nào cũng nhanh như vậy. Hắc tử, ngươi là quen thuộc với hội trưởng nhất, hắn rút cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực, nói thật đi. Thủy sắc sắc vi rất bất mãn nhìn về phía Hắc tử, chất vấn. Vốn Thạch Phong nói đơn độc kích sát một con lĩnh chủ cao cấp là dựa vào một số thủ đoạn đặc thù mới làm được, nàng còn có thể tỏ vẻ lý giải, cảm thấy Thạch Phong đã không phải là người, nhưng hiện tại có thể đánh nhau chính diện với lĩnh chủ nhanh như vậy, nàng cũng hoài nghi Thạch Phong căn bản không phải là người chơi, mà là bản thân chủ thần hệ thống, hoặc là thân nhi tử của chủ thần hệ thống, nếu không sao có thể giải thích được tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ của xích ảnh hung lan cho dù là đại lĩnh chủ chỉ sợ cũng kém xa, nhưng Thạch Phong lại đuổi kịp, hơn nữa trên lực lượng có thể tương xứng với một con quái lĩnh chủ, đánh lâu như vậy, điểm sinh mệnh cũng không tiêu hao bao nhiêu. Một người chơi sao có thể mạnh như vậy, cho dù có thể mạnh như vậy cũng không thể là hiện tại. Ta á. Hắc Tử rất vô tội nói. Ta thực sự không biết. Nếu hắn không phải chính mắt thấy Thạch Phong, càng là huynh đệ của Thạch Phong, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho rằng Thạch Phong trước mắt căn bản không phải là bản thân, mà là quái vật khoác lớp da của Thạch Phong. Ngay khi hai bên đang không ngừng giao thủ, điểm sinh mệnh của Thạch Phong cũng không ngừng giảm xuống cho dù điểm sinh mệnh hiện tại của Thạch Phong đã cao tới 8.460 điểm, hơn xa đệ nhất MT khả nhạc của Linh Dực, nhưng đỏ tiêu hao với xích ảnh hung lan có chừng 100 vạn điểm sinh mệnh, căn bản là dùng trứng chọi đá, không biết lượng sức. Chỉ mới hơn 20 giây, đã giảm đến hơn 3.000. Tử yên, sao còn không trị liệu? Thạch Phong không khỏi hô lên trong trò chuyện đoàn đội. A. À, tử yên Lưu Vân hoàn toàn bị chiến đấu của Thạch Phong và xích ảnh hung lan mê hoặc quên đi chức trách của mình, vội vàng vung pháp trượng, từng gia trì lên trên người Thạch Phong, ngoài ra lại cung cấp một thánh ngôn thuẫn, với tốc độ điểm sinh mệnh giảm xuống của Thạch Phong, ước chừng có thể chống đỡ được 5-6 giây. Trị liệu của tử yên Lưu Vân rất cường lực, tùy tiện một khôi phục, mỗi 2 giây có thể khôi phục gần 600 điểm sinh mệnh, cộng thêm thuật trị liệu cấp tốc, mỗi một giây có thể khôi phục hơn 1.600 điểm sinh mệnh, nếu sử dụng đại trị vũ thuật, một phát có thể khôi phục gần 3.000 điểm sinh mệnh, 8.460 điểm sinh mệnh của Thạch Phong trong chốc lát là đầy. Có điều so sánh với xích ảnh hung lan thì vẫn kém xa, 100 vạn điểm sinh mệnh, khôi phục chiến đấu mỗi 5 giây có thể khôi phục 10.000 điểm sinh mệnh, nhưng Thạch Phong tiêu tốn 5 giây thời gian cũng không tiêu hao được 10.000 điểm sinh mệnh của xích ảnh hung lan. Thủy sắc công kích, tận lực dùng chiêu số hệ băng, hắc tử cấp trạng thái nguyền rủa, hạn chế xích ảnh hung lan, hỏa vũ và phi ảnh không cần đến gần, từ xa dùng phi đao công kích. Thạch Phong vừa chiến đấu vừa chỉ huy. Ma lực của tử yên Lưu Vân có hạn, nếu như vậy một mực tiêu hao, thắng lợi cuối cùng vẫn là xích ảnh hung lan, cho nên phải gia tăng công kích, có điều tốc độ của xích ảnh hung lan quá nhanh, hỏa vũ và phi ảnh mà tiếp cận người công kích, sẽ chỉ trở thành bia ngắm của xích ảnh hung lan, tàn sát tùy tiện. Sau khi Thạch Phong nói xong, đám người thủy sắc sắc phi liền hành động, phóng ra từng kỹ năng, không ngừng tiêu hao điểm sinh mệnh của xích ảnh hung lan, Tuy đại đa số công kích đều bị ngăn cản né tránh một cách thoải mái, xích ảnh hung lang so sánh với quái lĩnh chủ như hỏa diễm thủ vệ, sức phòng ngự vẫn thấp hơn. Cho nên thương tổn tạo thành của mọi người cũng không thấp. Một chiêu băng tiễn của thủy sắc sắc vi có thể tạo thành hơn 1.000 điểm thương tổn, hỏa diễm liên đạn chính là 2-3.000 điểm thương tổn, một chiêu ám ảnh tiễn của hắc tử cũng có thể tạo thành 1.300 tổn, một bạo kích chính là hơn 2.000, một chiêu thống khổ vô thường, mỗi hai giây có thể tạo thành gần ngàn điểm thương tổn. Ngoài ra còn có các loại kỹ năng tiêu hao, cộng thêm công kích ném của hỏa vũ và phi ảnh, cũng có thể tạo thành hơn 300 điểm thương tổn. Cộng thêm thạch phong cũng có thể thỉnh thoảng dán một đòn, tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn. Mọi người rất dễ trong 5 giây tạo thành hơn một vạn điểm thương tổn cho xích ảnh hung lan. Sau hơn một tiếng, điểm sinh mệnh của xích ảnh hung lan cũng giảm xuống đến 43% chỉ cần tốn thêm mấy tiếng khẳng định có khả năng giết được xích ảnh hung lan. Có hy vọng kích sát xích ảnh hung lan, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, lúc trước biểu hiện của xích ảnh hung lan quá khủng bố, khiến tất cả người đều cảm thấy tim chui lên tận cổ họng, cho rằng chết chắc rồi. Hội trưởng, sao ngươi lại ẩn tàng như vậy, lúc trước nói dựa vào thủ đoạn đặc thù kích sát lĩnh chủ cao cấp cấp 25 là lừa gạt chúng ta à, kỳ thật là ngươi dựa vào thực lực của bản thân để kích sát đúng không? thủy sắc sắc phi oán trách nói các ngươi hiểu lầm rồi thạch phong đang chiến đấu đột nhiên mở miệng nói hiểu lầm mọi người đều khó hiểu ta cũng không có bản sự đó chống đỡ được tốc độ nhanh như vậy thạch phong giải thích lúc trước ta cũng bị tốc độ của xích ảnh hung lan dọa sợ loại tốc độ này cho dù là ta dùng ra toàn bộ chiến lược ta cũng không cản được có điều trong đoạn thời gian xích ảnh hung lan công kích ta đã xem thời gian hệ thống một chút sau đó ta mới hiểu được vì sao xích ảnh hung lan lại nhanh như vậy không phải tốc độ của xích ảnh hung lan nhanh mà là kỹ năng thiên phú của xích ảnh hung lan khiến phản ứng của chúng ta biến thành chậm lại cho nên mới lộ ra xích ảnh hung lan cực nhanh không thể ngăn cản mọi người vừa nghe vậy liền thí nghiệm một chút quả nhiên là vậy lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ lúc ấy thạch phong cũng giật mình có điều dư quan nhìn thời gian biểu hiện trên hệ thống đột nhiên phát hiện không đúng Vốn Thạch Phong cho rằng xích ảnh hung lan lập tức công kích, nhưng thời gian biểu hiện ra trên hệ thống lại qua một thoáng, nhất là khi xích ảnh hung lan cấp tốc đi tới trước người hắn, tự ly ước chừng 20 mét. Ở trước mắt hắn phút chốc là tới, thực tế thời gian lại tiêu tốn gần 2 giây. Có điều khi xích ảnh hung lan giáng cho hắn một kích cuối cùng, hắn đã mở ra không chi hoàng, miễn dịch hiệu quả hạn chế khống chế, tất nhiên không bị hiệu quả kỹ năng thiên phú của xích ảnh hung lan ảnh hưởng. Đỡ được tốc độ công kích bình thường của xích ảnh Hung Lang, tất nhiên không có vấn đề, nói như thế nào thì hắn cũng có chiến lực bậc hai. Nếu đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm bị kỹ năng Thiên Phú của xích ảnh Hung Lang chơi chết rồi. Có điều chiến đấu thời gian dài, ma lực của Tử Yên Lưu Vân đã không còn lại nhiều, tuy một mực ở sử dụng dược tề hồi mana, nhưng hiện tại tối đa cũng chỉ chống đỡ được hơn 10 phút, nhưng xích ảnh Hung Lang còn có 43% điểm sinh mệnh. Chỉ có thể liều mạng thôi thạch phong nhìn nhìn điểm sinh mệnh của xích ảnh hung lan không khỏi cắn răng mở ra luyện ngục chi lực mở ra long chi lực lập tức toàn thân trên dưới thạch phong đều tỏa ra quang hoa màu vàng so sánh với lần sử dụng ở ác ma cổ bảo. lần này hoa lệ hơn hẳn khí thế phát ra cũng kinh người hơn lờ mờ hình thành thân ảnh của một con cự long phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức ốc lúc này thuộc kính của thạch phong cũng có biến hóa to lớn điểm sinh mệnh trực tiếp đề thăng tới 25.380, thuộc tính lực lượng trực tiếp đột phá 800 điểm, sức phòng ngự cũng có biến đổi về chất, lúc trước va chạm có thể tạo thành khoảng 100 thương tổn cho xích ảnh hung lan, nhưng hiện tại trực tiếp không còn, cho dù cố gắng chống đỡ một kích. Tối đa cũng tạo thành cách 1.200 điểm thương tổn. Thạch Phong chỉ vung một kiếm, xích ảnh hung lan lúc trước còn chiếm ưu thế trên lực lượng đã bị đánh lui, trên đầu bắn ra gần 400 điểm thương tổn, sau đó thạch phong lại bước ra một bước dùng ra trảm kích bậc một bởi vì luyện ngục chi lực được đề thăng tốc độ tấn công và uy lực chém vào trên người xích ảnh hung lan không kịp ngăn cản một phát bắn ra ba đạo thương tổn trừ bốn nghìn chín trăm hai mươi trừ bảy nghìn ba trăm mười hai trừ bảy nghìn ba trăm hai mươi bốn song bội xích ảnh hung lan cũng theo đó va vào cột đá ở hai bên đường nhỏ lực lượng của hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc thạch phong lại phát ra một tiếng gầm to Long uy. Dùng uy của Thiên Long, trấn áp tất cả kẻ địch, kẻ địch xung quanh trong phạm vi 30m sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi, công kích tạo thành giảm xuống 20%, tốc độ công kích giảm xuống 20%, tốc độ di chuyển giảm xuống 20%, thời gian duy trì một phút. Xích ảnh Hung Lang cũng bị Long uy ảnh hưởng. Xích ảnh Hung Lang tốc độ bị giảm xuống càng không phải là đối thủ của Thạch Phong. Không đến một lúc, điểm sinh mệnh của Xích ảnh Hung Lang đã đã đi xuống 30%. Lúc này xích ảnh hung lang cũng đã xảy ra biến hóa, hình thể đột nhiên bắt đầu cự đại hóa, trực tiếp ném tới hai thanh chủy thủ, so sánh với lúc trước, hình thể ước chừng lớn hơn bốn lần, giống như một căn nhà hai tầng, chỉ bước ra một bước, đại địa đều vỡ vụn. Chỉ nhìn thôi cũng biết đề thăng lực lượng của xích ảnh hung lang là rất khủng bố. Thạch Phong cũng không quan tâm, lại cắn răng mở ra kiếm nhận giải phóng. Đột nhiên thâm viên giả tỏa ra màu bạc màu bạc chói mắt, ngay sau đó lực lượng của thâm viên giả chảy vào trong cơ thể thạch phong sau khi xích ảnh hung lan hoàn toàn cuồng bạo gầm lên một tiếng không gian xung quanh đều chấn động phát ra uy áp trầm trọng hùng hậu hơn lúc trước móng vuốt của xích ảnh hung lan chỉ nhẹ nhàng hạ xuống đất đại địa rắn chắc liền vỡ ra giống như mạng nhện lập tức xuất hiện năm vết trảo rất sâu kéo dài ra ngoài mép lực lượng này và trình độ sắc bén này khiến người ta nhìn thấy là sợ không ai hoài nghi Công kích của móng sắt này có thể phá vũ khí cấp bí ngân, ngay cả vũ khí cấp tinh kim cũng không chống đỡ được mấy đòn, chỉ có vũ khí cấp ám kim mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ thấy xích ảnh hung lan đột nhiên nhảy lên, vung móng vuốt sắt bén, xoẹt một tiếng xé rách không khí phủ xuống đầu thạch phong. Hội trưởng Mọi người nhìn thấy xích ảnh hung lan hung mảnh như vậy, đều không khỏi cảm thấy lo lắng. Lực lượng này đề thăng tuyệt đối vượt quá 100%, nếu MT bật một ngang cấp không không mở ra kỹ năng giữ mạng, sợ rằng một chiêu là mất mạng. Tuy lúc này Thạch Phong mở ra long chi lực, điểm sinh mệnh cao tới 25.000 nhiều, sức phòng ngự tăng nhiều, chỉ sợ cũng không chống đỡ được đòn. Hình thể của xích ảnh hung lan rất to lớn, vung móng sắc công kích Thạch Phong, giống như đập một con kiến nhỏ. ầm một tiếng. Đại địa vỡ ra, đá vụn to bằng nắm đấm văng khắp nơi. Vốn mọi người cho rằng lần này là xong đời rồi, nhưng móng sắt của xích ảnh hung lan lại dừng lại ở chỗ cách đầu thạch phong chỉ có mấy mờ mờ, không biết vì sao lại không thể vỗ xuống được nữa, cũng là mặt đất dưới chân thạch phong đã vỡ vụn từng tấc. Gừ Trong con mắt màu đỏ của xích ảnh hung lan mang theo vẻ nghi vấn, có thêm mấy phần lực, nhưng vẫn vô dụng. Xa xa, đám người thủy sắc sắc vi cũng há to miệng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Không biết từ lúc nào, trên người thạch phong lưu chuyển sóng khí đỏ như máu, mà thâm viên giả màu xám bạc dơ cao trong tay lại chặn được cự trảo uy lực kinh người, hơn nữa điểm sinh mệnh không tổn thất chút nào. Xích ảnh hung lan giận dữ lập tức lại liên tục vung mạnh móng vuốt. Một lần, ba lần, sáu lần. Lần lượt đánh xuống, mặt đất dưới chân thạch phong liên tục vỡ vụn, cuốn lên bụi đất đầy trời. Xích ảnh hung lan thấy một màn này, hai mắt sắp lồi ra. Khi theo quán tính lại muốn vung ra một trảo, Thạch Phong cuối cùng cũng vung cánh tay, chém ra một kiếm về phía móng vuốt đang đánh tới. Bùng! Thân thể to lớn của xích ảnh hung lan lập tức dính vào cột đá, giống như một bức tranh treo trên tường, rất là phẳng, ngoài ra còn phải chịu hơn một ngàn điểm thương tổn. Ôi trời! Hắc tử khiếp sợ hô lên. Một con xích ảnh hung lan to bằng nhà hai tầng lại bị một kiếm đánh cho dính vào cột đá, một màn này thật sự quá rung động lòng người, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm giống như một người bình thường nhất một chiếc xe tải ném ra hơn 10 mét vậy. Có điều công kích của Thạch Phong vẫn chưa kết thúc, bước chân khẽ động, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước người xích ảnh hung lan. Xích ảnh hung lan muốn phản kích, nhưng Thạch Phong liên tục chém mấy kiếm, đánh trúng tứ chi của xích ảnh hung lan, trực tiếp đánh gãy tứ chi của xích ảnh hung lan. Có điều Thạch Phong chưa thỏa mãn, liều mạng vung song kiếm, kiếm quang giống như cùng phong mưa rào, trên người xích ảnh hung lan khắp nơi đều là kiếm quang mỗi một kích của Thạch Phong đều tạo thành hơn 2.800 điểm thương tổn, một bạo kích song bội chính là hơn 5.700, một bạo kích tam bội chính là 8.500, khiến điểm sinh mệnh của xích ảnh hung lan giảm xuống từng đoạn. Lực lượng có tính áp đảo của Thạch Phong đã hoàn toàn đánh cho xích ảnh hung lan không có sức hoàn thủ, xích ảnh hung lan căn bản là dính vào tường không ra được. Có điều đây chỉ là bắt đầu, Thạch Phong lập tức dùng ra kỹ năng. Trảm kích Ba đạo kiếm quan hóa thành một đạo, Đánh vào người xích ảnh hung lan Trừ 4.310, trừ 6.440, trừ 6.460 Lần này tuy thương tổn tạo thành đối với xích ảnh hung lan ít hơn lúc trước Nhưng công kích lần này không có bạo kích Sau một chiêu trảm kích lại là huyển ảnh sát Phân thân có 70% thuộc tính của bản thể Cho dù là như vậy cũng mạnh đến bùng nổ Mỗi một kiếm đều có thể tạo thành gần 2.000 điểm thương tổn Ngay sau đó Thạch Phong dùng ra cửu đầu long trảm 12 thanh thâm nguyên giả không ngừng công kích, mỗi một thâm nguyên huyễn ảnh đều có thể tạo thành hơn 1.000 điểm, 12 thanh chính là hơn 12.000 điểm thương tổn. Có điều thế vẫn chưa hài lòng, bản thể và phân thân đồng thời dùng ra các kỹ năng thương tổn phong lôi thiểm, liệt địa trảm, truy phong kiếm, diễm lôi bạo, vân vân. Đám người thủy sắc sắc vi ở xa xa nhìn mà ngây người, hoàn toàn quên cùng đi giúp Thạch Phong công kích. Bởi vì Thạch Phong đây đâu phải là đánh lĩnh chủ hiếm có cấp 28, căn bản chính là chà đạp tiểu quái. Xích ảnh hung lan đáng thương trừ phát ra tiếng gào thét bi thảm ra thì không làm được gì khác, thậm chí ngay cả di động tứ chi một chút cũng không làm được, bởi vì Thạch Phong lập tức sẽ bổ thêm một kiếm. 30 vạn điểm sinh mệnh còn lại của xích ảnh hung lan căn bản không chịu nổi sự tàn phá của Thạch Phong, từ khi Thạch Phong bắt đầu công kích, không đến 10 giây, đã còn lại không đến 3 vạn điểm sinh mệnh. Sau đó Thạch Phong cũng đột nhiên ngừng công kích điên cuồng. Xích ảnh hung lan cuối cùng không còn hét thảm nữa, lúc này lại nhìn Thạch Phong, trong ánh mắt màu đỏ tràn ngập vẻ kiên kỵ và hoảng sợ. Mắt thấy xích ảnh hung lan từ trên cột đá gãy chậm rãi tuột xuống. Thạch Phong cười khẽ, mở ra thần ân thiên tứ, trong nháy mắt điểm may mắn tăng mạnh 20 điểm. Chết! Thạch Phong lập tức dùng ra kỹ năng tuyệt sát hỏa diễm bạo liệt, thâm nguyên giả và luyện ngục chi ảnh đột nhiên bắn ra bạch mang cực nóng, hóa thành mấy đạo lưu quan hạ xuống người xích ảnh hung lan trừ 21.415, trừ 43.024, trừ 21.389, trừ 21.425. Ba vạn điểm sinh mệnh trong nháy mắt đã về không, mà trên cột đá phía sau xích ảnh hung lan cũng để lại từng vết kiếm cháy xém. Xích ảnh hung lan vừa chết, có lẽ là bởi vì điểm may mắn cao tới 25 điểm, rơi ra chừng gần 20 kiện vật phẩm, phân tán đầy đất. So sánh với vật phẩm lĩnh chủ rơi ra, vật phẩm lĩnh chủ hiếm có rơi ra là cùng một cấp bậc với lĩnh chủ cao cấp, thậm chí còn tốt hơn một chút, cho nên người chơi thần vực đều rất thích kích sát lĩnh chủ hiếm có, có điều lĩnh chủ hiếm có cũng giống như tên vậy, vô cùng hiếm có, rất khó gặp phải. Nhìn thấy vật phẩm rơi ra từ xích ảnh hung lan, Thạch Phong cũng thu hồi thâm viên giả và luyện ngục chi ảnh, thở vào nhẹ nhõm. Vốn Thạch Phong cũng không muốn sử dụng kỹ năng kiếm nhận giải phóng này. Thứ nhất, tác dụng phụ của kỹ năng này quá lớn, Thời gian cung đao quá dài. Thứ hai, thời gian duy trì hiệu quả của kỹ năng quá ngắn, chỉ có 20 giây, nếu không thể trong 20 giây kẻ địch, tự mình sẽ xong đời. Thứ ba, sau khi kích xác xích ảnh hung lang, ai biết được còn xuất hiện kẻ địch gì, có thể dùng để đối phó kẻ địch kế tiếp. Lúc ấy nhìn thấy bộ dạng của xích ảnh hung lang, Thạch Phong biết, chỉ dựa vào long chi lực căn bản là không thể chống lại nếu ngay cả xích ảnh hung lang cũng không đối phó được thì còn nói gì tới đối phó quái vật về sau. Lúc này nhìn xích ảnh hung lang nằm trên mặt đất, trong lòng Thạch Phong cũng cảm khái không thôi. Bùng nổ song trọng thật sự quá mạnh. Thời gian duy trì có thể lâu một chút, hoàn toàn có thể đơn độc một mình tiếp sát một con lĩnh chủ, thậm chí có thể thử khiêu chiến lĩnh chủ cao cấp. Hội trưởng, đây rốt cuộc là kỹ năng bùng nổ gì vậy, cũng quá trâu rồi, một mình có thể làm thịt một con lĩnh chủ hoàn toàn cuồng hóa ngươi còn để cho người ta chơi nữa không hắc tử đi đến bên cạnh thạch phong nói đùa nếu phát video này ra chắc cũng không có ai tin đó là đương nhiên một kiếm có thể đánh cho lĩnh chủ hoàn toàn cuồng bạo dính lên tường ai tin được người khác cũng theo gật đầu ai nấy hưng phấn không thôi từ chiến đấu lúc trước cho thấy rõ ràng là thạch phong dùng kỹ năng bùng nổ chỉ là kỹ năng bùng nổ này quá khủng bố ngay cả lĩnh chủ giả hoàn toàn cuồng bạo cũng đều có thể thoải mái chà đạp vốn mọi người cũng không quá chú ý tới kỹ năng bùng nổ nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại có thể tạo thành tác dụng lớn như vậy trong lòng mọi người không khỏi có chút thèm khát với kỹ năng bùng nổ đều muốn sau khi trở về nhất định phải có được một kỹ năng bùng nổ được rồi chúng ta mau thu thập đồ rơi ra đi vẫn chưa biết về sau lại có nguy hiểm gì thạch phong cười cười ngay khi mọi người đang nhặt đồ rơi ra, thời gian của kiếm nhận giải phóng cũng hết. Thạch Phong lập tức giống như quả bóng xì hơi, ngay cả thân thể cũng nhỏ lại một chút, thuộc tính trực tiếp giảm xuống 80%. Có chuyện gì vậy? Thạch Phong nhìn thấy thời gian duy trì của hiệu quả yếu ớt thì lập tức sửng sốt. Vốn thời gian yếu ớt của kiếm nhận giải phóng là 3 phút, nhưng hiện tại thời gian yếu ớt hiện tại nhìn thấy lại là 3 giờ. Biến hóa đột nhiên của Thạch Phong lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hội trưởng, sao ngươi giống như là nhỏ đi một chút vậy? Ngay cả khí thế cũng uể oải hơn rất nhiều. Hỏa vũ quan sát kỹ lại, lập tức nhìn ra biến hóa của Thạch Phong. Mọi người cũng đều có chút kinh ngạc, lại nhìn cuộc điểm sinh mệnh của Thạch Phong, lại giật nảy mình. Vốn là hơn 8.400 điểm sinh mệnh, hiện tại chỉ còn lại hơn 1.700 điểm sinh mệnh ngay cả một người chơi bình thường cấp 20 cũng không bằng. Không có gì, trạng thái yếu ớt sau khi bùng nổ, không ít quái lĩnh chủ sau khi bùng nổ cũng như vậy, qua một lúc là ổn thôi. Thạch Phong cười cười. Nghe thấy giải thích của Thạch Phong, mọi người nghĩ nghĩ một chút cũng thấy có lý. Có thể đánh cho lĩnh chủ hiếm có không có sức hoàn thủ, nếu không có trạng thái yếu ớt, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Sau đó mọi người lại tiếp theo nhặt đồ rơi ra. Lúc trước đồ rơi ra của hơn 1.000 con lan nhân chiến sĩ cũng không ít, tuy chỉ là vật phẩm rơi ra của quái tinh anh, nhưng được cái số lượng nhiều, tổng giá trị vẫn hơn kích sát một con quái lĩnh chủ. Mà Thạch Phong cũng nhặt toàn bộ vật phẩm rơi ra của xích ảnh hung lan. Về phần trạng thái yếu ớt ba, Thạch Phong đại khái cũng đoán được một bộ phận nguyên nhân. Long chi lực vốn là khiến cho thuộc tính của bản thân có được đề thăng cực lớn, lại thêm kiếm chi lực của kiếm nhận giải phóng, thân thể một phát dung hợp hai loại lực lượng, Tất nhiên là không chịu nổi, cho nên dẫn tới thời gian của trạng thái yếu ớt cũng dài gấp bội. Xem ra sau này không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng mở ra bùng nổ nhị trọng. Thạch Phong nhìn trạng thái yếu ớt giờ, chỉ có thể cười khổ. Trạng thái yếu ớt 3 nếu không ở tình huống đặc thù thì cũng không có trở ngại gì, nhưng hiện tại vẫn chưa biết về sau sẽ gặp phải phiền phức gì, thuộc tính giảm xuống 80%, cho dù thuộc tính của hắn là siêu cường, lại ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng gặp phải nguy hiểm thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cũng may đến bây giờ vẫn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hội trưởng, quái vật nơi này nhiều hơn cả quái bên ngoài, mỗi con lan nhân chiến sĩ trừ rơi ra một số ngân tệ ra, rất ít rơi ra vũ khí trang bị, đại bộ phận rơi ra vẫn là trang bị bình thường, có một số là cấp thanh đồng. Hắc tử đã có thói quen quét lĩnh chủ, hiện tại nhìn thấy đồ rơi ra của quái tinh anh thật lòng rất chướng mắt. Thế là tốt rồi, Lúc trước tiền trên người chưa từng vượt quá một kim tệ, hiện tại ta chỉ là tiền nhặt được đã có hơn 2 kim tệ, ngoài ra còn có 37 kiện trang bị thanh đồng cấp 25 và hơn trăm kiện trang bị bình thường, những trang bị bình thường cấp 25 này thì bán đi, một kiện ít nhất cũng có giá 6 7 bạc. Hơn trăm kiện thì chính là 6 7 kim tệ rồi. Phi ảnh lần đầu tiên theo tiểu đoàn đội của Thạch Phong mạo hiểm, nhìn thấy tổng trong ba lô đã vượt quá 3 kim tệ, khiến hắn kích động không thôi. Nếu rời khỏi bạch vụ hạp cốc quét quái, chỉ sợ cũng chính là kiếm chút điểm kinh nghiệm, rất ít có thể rơi ra vũ khí trang bị, hơn nữa 95% trở lên đều là trang bị bình thường. Hội trưởng, con xích ảnh hung lan đó rơi xuống gì, cho chúng ta xem với. Thủy sắc sắc vi cũng không có hứng thú lắm với đồ lan nhân chiến sĩ rơi ra, cũng chỉ có đồ quái lĩnh chủ rơi ra mới có thể gợi lên sự hứng thú của nàng. Cũng không tệ lắm, tổng cộng rơi ra 12 kiện vũ khí trang bị, một tấm phối phương dược tề lực lượng trung cấp, cái khác đều là tài liệu. Thạch Phong cũng vừa giám định xong tất cả đồ rơi ra, cười nói. Trong 12 kiện vũ khí trang bị, có 5 kiện là phẩm chất ám kim, 3 vũ khí, một kiện bố giáp, một kiện bì giáp, cái khác đều là cấp tinh kim, tự các ngươi xem đi. Thạch Phong nói xong liền phát ra số liệu của tất cả vũ khí trang bị rơi ra. Mẹ kiếp, lĩnh chủ hiếm có cũng quá nghịch thiên, như vậy vũ khí cực phẩm đều đều có thể rơi ra. Hắc tử nhìn trang bị một chút, lập tức kích động nói. Hội trưởng, có phải tay ngươi từng được khai quan không? Ngay cả vũ khí như vậy cũng có thể rơi ra. Phi ảnh nhìn vũ khí rơi ra, mắt sắp lòi khỏi trồng. Trong ba kiện vũ khí ám kim, một kiện vũ khí là chiến phủ hai tay, hai kiện còn lại là đoạn kiếm đồng bộ. So sánh với chiến phủ hai tay cấp bí ngân, toàn thân hai thanh đoạn kiếm này đỏ như máu, trên thân kiếm còn có tia lửa lưu chuyển, giống như tiên tử trong đống lửa, khiến người ta kinh thán. Chân hỏa lưu nhận, đoạn kiếm, chủ thủ, tay thuận, cấp ám kim, trang bị cấp bậc 25 đến cấp 30. Công kích cộng 376, cấp 25. Lực lượng cộng 29, nhanh nhẹn cộng 36, sức chịu đựng cộng 20, tốc độ tấn công cộng 3. 25% xác suất tạo thành hai lần thương tổn, 15% xác suất giác tỉnh trạng thái hỏa diễm, bỏ qua bất kỳ kỹ năng phòng ngự chống đỡ nào, tạo thành 220% thương tổn, bỏ qua cấp bậc cộng 5. Hiệu quả 6 trang, sau khi đồng thời trang bị chân hỏa lưu nhận chủ phó thủ, thương tổn tạo thành đề thăng 15%, đạt được kỹ năng chân hỏa cuồng vũ, thuộc tính lực lượng đề thăng 30%, đề thăng 40%, tốc độ tấn công đề thăng 60%, thương tổn phải chịu đề thăng 20%, thời gian duy trì 20 giây thời gian cung đao 5 phút. Chân hỏa lưu nhận, đoạn kiếm, phó thủ, tay nghịch, cấp ám kim, trang bị cấp bậc 25 đến cấp 30. Lực lượng cộng 25, nhanh nhẹn cộng 40, sức chịu đựng cộng 21, tốc độ tấn công cộng 3. Khi công kích có 20% xác suất mở ra trạng thái mau lẹ, khiến tốc độ công kích của người nắm giữ đề thăng 30%, kéo dài 6 giây, 10% xác suất mở ra phòng hộ hỏa diễm, có thể hấp thu 1.000 điểm thương tổn, bỏ qua cấp bậc cộng 5. Hiệu quả 6 trang, sau khi đồng thời trang bị chủ phó thủ của chân hỏa lưu nhận, thương tổn tạo thành đề thăng 15%, đạt được kỹ năng chân hỏa cuồng vũ, thuộc tính lực lượng đề thăng 30%, thuộc tính nhanh nhẹn đề thăng 40%, tốc độ tấn công đề thăng 60%, thương tổn phải chịu đề thăng 20%, thời gian duy trì 20 giây, thời gian cung đao 1 giờ. Vốn vũ khí cấp 25 là cực ít ở thần vực, có thể trang bị một kiện cấp tinh kim đã là rất trâu rồi, mà Chân Hỏa Lưu nhận lại là vũ khí ám kim cực phẩm, đáng sợ hơn còn là vũ khí thành bộ. Trong thiết lập của thần vực, phẩm chất vũ khí trang bị thành bộ cũng phải cao hơn nửa cấp. Chân Hỏa Lưu nhận là phẩm chất ám kim, nói cách khác chính là vũ khí cực phẩm nhất dưới vũ khí cấp sử thi, hơn nửa hiệu quả sáo trang của Chân Hỏa Lưu nhận vô cùng cường đại, cảm giác không kém gì vũ khí cấp sử thi, chỉ là trên thuộc tính cơ bản kém hơn một chút. Chân hỏa lưu nhận là đoạn kiếm, tuy kiếm sĩ, du hiệp, thích khách đều có thể dùng, có điều thích khách là thích hợp nhất, hỏa vũ và phi ảnh, hai người các ngươi rô chút đi. Kỳ thật Thạch Phong cũng cảm thấy giật mình với việc xích ảnh hung lan có thể rơi ra đoạn kiếm cực phẩm như vậy. Có thể rơi ra một thanh chân hỏa lưu nhận đã là vận khí, hiện tại có thể rơi ra hai thanh tổ thành một bộ. 25 điểm may mắn thực sự không phải cường đại bình thường. Sau khi Thạch Phong nói xong, phi ảnh lắc đầu nói, hội trưởng chân hỏa lưu nhận để cho hỏa vũ tỷ đi ta thì thôi tuy hắn cũng vô cùng động lòng với chân hỏa lưu nhận nhưng hắn cũng biết mình không xứng hơn nữa hắn ở trong chiến đấu với xích ảnh hung lan cũng không làm được gì vũ khí như vậy chỉ có đệ nhất thích khách của linh dực công hội mới xứng có được như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của chân hỏa lưu nhận tiểu đội này hạ xích ảnh hung lan trang bị rơi ra chỉ cần có thể sử dụng tất nhiên phải rô để quyết định thôi đừng ngại nguồn nữa chỉ là vũ khí ám kim mà thôi. Thạch Phong đã sớm biết tính cách của Phi Ảnh, cười cười nói. Trong trang bị ám kim còn có một kiện quần áo bị giáp của thích khách, người thắng có được vũ khí, người thua có được quần áo. Hội trưởng đã nói là rô thì chúng ta cứ rô để quyết định đi. Hỏa Vũ nói xong lựa chọn rô. Phi Ảnh do dự một lúc, cuối cùng cũng lựa chọn rô. Cuối cùng Hỏa Vũ ấn ra 91 điểm, Phi Ảnh ấn ra 86 điểm hệ thống tự động phân phối chân hỏa lưu nhận cho hỏa vũ, một kiện áo da ám kim cấp 25 còn lại thì phân phối cho phi ảnh. Sau khi hỏa vũ trang bị lên chân hỏa lưu nhận, chiến lực lập tức tăng mạnh, hơn nữa chân hỏa lưu nhận lưu quan tỏa ra bốn phía còn làm tôn lên mấy phần sinh khí cho hỏa vũ vốn đã là đại mỹ nữ, giống như nữ tinh linh trong lửa. Kiện bố ám kim cấp 25 còn lại bị hắc tử rô được, thủy sắc sắc vi và tử yên lưu vân cũng đổi lại một kiện trang bị tinh kim cấp 25, Thạch Phong cũng thay đổi hai kiện bản giáp tinh kim cấp 25, một là phần che tay một là bảo vệ đùi, như vậy trang bị trên người chính là lấy trang bị tinh kim cấp 25 làm chủ. Cao hứng phân phối xong trang bị, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm cửa ra. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác, mọi người đã đi hết một vòng quanh tinh thần vẫn lạc chi địa, một quái vật cũng không gặp phải, cũng đào được không ít tinh hỏa khoáng thạch, ước chừng hơn một ngàn khối. Ngay khi Thạch Phong đang phát sầu không biết cửa ra ở đâu, hệ thống đột nhiên truyền ra tiếng nhắc nhở khẩn cấp. Thạch Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị trục xuất ra khỏi thần vực. Hơn nữa không chỉ là Thạch Phong, ngay cả đám người thủy sắc sắc vi cũng không biết vì sao đều bị trục xuất khỏi thần vực. Sau khi mọi người bị hệ thống trục xuất ra khỏi thần vực, tự động tiến vào không gian ngủ đông, không hoàn toàn offline, vẫn có thể xem tin tức trên mạng, đồng dạng cũng có thể trò chuyện trao đổi với hảo hữu. Thạch Phong điều ra cuộc bạn tốt của hệ thống, đột nhiên phát hiện tất cả bạn tốt trong cuộc bạn tốt đều là trạng thái ập lai thuần một sắc, không ở trong thần vực, ai nấy đều ở trong không gian ngủ đông. Đều không ở thần vực à? Thế này rốt cuộc là sao? Thạch Phong cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chuyện như vậy vẫn là lần đầu hắn gặp phải. Lúc trước hắn căn bản không nghe rõ nhắc nhở khẩn cấp hệ thống phát ra, tự động rời khỏi thần vực, không thể đăng nhập thần vực, căn bản không thể kiểm tra lúc trước hệ thống nhắc nhở gì. Sau đó Thạch Phong lập tức liên hệ với bọn thủy sắc sắc vi, muốn biết hệ thống nhắc nhở gì. Đáng tiếc tình huống của bọn thủy sắc sắc vi cũng tương tự, vừa được hệ thống nhắc nhở thì trực tiếp upline, ngay cả nói gì cũng không nghe rõ. Chỉ có thể xem thử diễn đàn thôi. Thạch Phong không khỏi thở dài một hơi. Bình thường tin tức mấu chốt là không tìm được trên diễn đàn mạng, có điều bọn họ bị trục xuất khỏi thần vực như vậy, chắc là thần vực xảy ra đại sự gì. Sau khi tiến vào diễn đàn, quả nhiên. Khắp nơi đều đang nghị luận chuyện mọi người bị ập thần vực. Những người khác đều là được thông tri trước 2 giờ, có điều bọn Thạch Phong là trước khi chủ thần hệ thống bắt đầu chấp hành mới được thông tri. Hai tiếng trước. Đó không phải là sau khi ta vừa kích sát xích ảnh hung lan ư. Thạch Phong tính toán thời gian một chút, gần như là khớp. Chẳng lẽ là bởi vì ta kích sát xích ảnh hung lan mới dẫn tới thần vực bắt đầu lần tiến hóa thứ hai? càng suy nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn lúc trước bước vào tinh thần vẫn lạc chi địa vừa hay mở ra hệ thống chiến đấu tự do rất có thể lúc ấy chủ thần hệ thống chính là dùng bọn đó làm thí nghiệm nhìn thấy bọn họ có thể thoải mái đánh bại lĩnh chủ hiếm có xích ảnh hung lan chủ thần hệ thống mới làm ra quyết định như vậy nghĩ đến đây thạch phong trừ cười khổ ra thì thực sự không biết biểu đạt ra tâm lý hiện tại thế nào sau khi thần vực mở ra lần thăng cấp hệ thống thứ hai người chơi chỉ có thể đợi tới ngày mai mới có thể đăng nhập thần vực. Trên diễn đàn mạng có không ít người tỏ vẻ nghẹn lời với lần thăng cấp hệ thống này. Thăng cấp hệ thống đầu tiên đã khiến mọi người thể nghiệm cái gì gọi là chiến đấu, bất kể là mạo hiểm giả ngoại hay là quét quái thăng cấp, độ khó chắc chắn đều lớn hơn rất nhiều. Thời gian ngắn như vậy, đã bắt đầu lần thăng cấp thứ hai, nói không chừng còn khó hơn trước kia. Thạch Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV cũng rất đau đầu đối với việc này. Lần tiến hóa thần vực thứ hai đến quá nhanh quá đột nhiên, so với trước kia thì thời gian nhanh hơn cả mấy tháng, hắn cũng không kịp chuẩn bị gì. Đúng như mọi người đoán, sau khi hệ thống thăng cấp lần thứ hai, thêm vào hệ thống chiến đấu tự do, sau này đánh quái chiến đấu, yêu cầu đối với khống chế kỹ năng là cực cao, nói không chừng sẽ ngộ thương người một nhà, nhất là phóng thích kỹ năng quần công. Sau khi thần vực mở ra lần tiến hóa thứ hai, rất nhiều người chơi không phải chết trong tay quái vật mà là chết trong tay người một nhà bởi vì như vậy trong một đoạn thời gian rất dài khiến người chơi chiến đấu trở nên bó tay bó chân hơn ngoài ra sau khi thần vực tiến hành xong lần tiến hóa thứ hai độ khó của phó bản cũng đề thăng rất nhiều mặc dù sau khi tiến hóa đề thăng độ khó chơi thần vực của người chơi trình độ chân thật cũng lại gia tăng không ít có điều cũng mang đến một chuyện tốt đó chính là độ thuần thục kỹ năng đề thăng sau khi thần vực tiến hóa lần thứ hai, mô thức chiến đấu của người chơi cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Người chơi không cần sau khi đọc thầm trong lòng hoặc là hô lên tên kỹ năng khi mới có thể sử dụng, mà là căn cứ vào động tác của người chơi, sử dụng mỗi kỹ năng đều có động tác tiêu chuẩn, chỉ cần làm ra động tác tương ứng, những kỹ năng này tự nhiên có thể dùng được. Đề thăng độ thuần thục kỹ năng của người chơi không dùng thông qua thương tổn tạo thành với quái vật mới có khả năng đề thăng một điểm, Thông qua chiến đấu vượt cấp sẽ có được độ thuần thục kỹ năng nhiều hơn. Chỉ cần người chơi khi đối chiến quái vật, độ hoàn thành kỹ năng sử dụng đạt tới 50%, tự nhiên có thể đạt được một điểm, ngoài ra độ hoàn thành của kỹ năng càng cao, phần thưởng độ thuần thục kỹ năng cũng sẽ gia tăng, như vậy cho dù đối phó với quái vật ngang cấp hoặc là thấp hơn 2-3 cấp. Đều có thể đề thăng độ thuần thục kỹ năng đề thăng trên diện rộng. Độ thuần thục kỹ năng cấp tốc đề thăng tất nhiên cấp bậc của kỹ năng cũng sẽ đề thăng nhanh hơn. Có kỹ năng đẳng cấp cao, giết quái vật cũng thoải mái hơn không ít. Phương thức chiến đấu như vậy lúc ban đầu chắc chắn sẽ khiến các người chơi rất không thích ứng, nhưng sau khi người chơi thích ứng rồi, sẽ phát hiện loại mô thức chiến đấu này cũng có lợi cho người chơi phát huy ra chiến lược mạnh hơn. Có điều muốn thích ứng với loại chiến đấu cùng tiếp cận chân thật này cũng không dễ dàng, bình thường đều cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đặc biệt, nhằm làm thuần thục kỹ năng mà người chơi sử dụng nếu động tác không đến nhanh đến chốn uy lực kỹ năng phát huy ra cũng sẽ kịch liệt giảm xuống kế hoạch quán huấn luyện là phải đẩy nhanh rồi thạch phong hơi thở dài sau khi thần vực mở ra tiến hóa lần thứ hai không lâu rèn luyện thân thể và học tập võ thuật vốn một độ rất xa suốt lập tức biến thành hot hơn sau đó thạch phong lại xem tin tức thần vực một chút trừ tinh nguyệt vương quốc ra mấy vương quốc chung quanh và một hắc long đế quốc nhất là Hắc Long đế quốc. Bất kỳ một đế quốc nào ở thần vực đều không thể xem thường, cạnh tranh bên trong là kịch liệt hơn so với trong vương quốc, như tinh nguyệt vương quốc cũng chỉ có 4 năm công hội nhất lưu đang tranh, đặc biệt vương quốc bởi vì diện tích nhỏ, thậm chí chỉ có một hai công hội nhất lưu đi tranh. Nhưng đế quốc thì khác, không chỉ diện tích rộng lớn hơn, lượng người chơi nhiều hơn, tài nguyên nắm giữ cũng rất nhiều, số lượng công hội nhất lưu trong đó đều không phải vương quốc có thể so sánh. Theo thống kê, một đế quốc ít nhất cũng có 7 công hội nhất lưu, càng không cần phải nói là những công hội bởi vì được tập đoàn tài chính lớn đầu tư, từ nhị lưu nhảy lên nhất lưu. Đời trước Hắc Long đế quốc có 9 công hội nhất lưu, mạnh hơn tinh nguyệt vương quốc không biết bao nhiêu lần. Tương lai muốn có một chỗ ở thần vực, chỉ nhìn chầm chầm tinh nguyệt vương quốc thì không đủ. Thạch Phong chỉ tùy tiện xem tin tức thần vực hôm nay, cảm thấy áp lực tăng nhiều. Linh dực công hội vất vả lắm mới có một công hội trú địa, mà ở Hắc Long Đế Quốc hôm nay đã có mấy công hội nhất lưu thành lập công hội trú địa, trên tốc độ không chậm hơn linh dực là bao nhiêu. Trừ những công hội đã thành lập nơi đóng quân này ra, các công hội lớn cũng lần lượt bắt đầu trù bị mua đất vàng của thành thị, những mảnh đất vàng này ví dụ như hội bán đấu giá, trung tâm giao dịch thực tế ảo, ngân hàng, khách sạn cao cấp vân vân trong tương lai đều là nguồn gốc kiếm tiền chủ yếu của công hội. Sau khi thần vực phát triển vài năm, có thể nói là thế giới thứ hai của tất cả mọi người trong một ngày có gần nửa thời gian sẽ sống ở thần vực hơn nữa trong thần vực tốc độ dòng chảy thời gian chậm chạp một giờ ở ngoại giới trong thần vực lại tương đương với hai tiếng đơn thuần từ thời gian thể nghiệm đã có lợi hơn nhân sinh ở thần vực sợ rằng là lâu hơn nhân sinh thực tại trong thiết lập của thần vực thành thị npc khác với thành thị mà người chơi kiến tạo người chơi sinh hoạt ở thành thị npc vĩnh viễn không cần lo lắng bị tranh đấu của các thế lực lớn tác động đến mà thành thị người chơi kiến tạo thì lại có thể bị hủy cho nên dẫn tới đất thành thị npc trong thế giới thần vực là vô cùng quý giá không có thứ gì có bảo đảm giá trị tiền gửi hơn đất của thành thị npc càng xem những tin tức này thạch phong lại càng cảm thấy mình phải mau chóng gom góp rất nhiều kim tệ bằng không đến lúc đó làm sao mà tranh được với những công hội nhất lưu có tài chính hùng hậu Thạch Phong bất tri bất giác nghiên cứu các công hội lớn của thần vực cả nửa ngày. Cho tới sáng sớm từ trong hư nghĩ thực cảnh thương đi ra, chuông cửa đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông cửa. Thạch Phong có chút kinh ngạc. Hắn ở nhà trọ này không lâu, người biết cũng không nhiều, nếu bọn hắc tử có chuyện gì bình thường đều liên hệ điện thoại, càng đừng nói là mới sáng sớm đã đến chỗ hắn. Rốt cuộc là ai? Thạch Phong lập tức ấn đồng hồ não quan học biểu hiện cảnh tượng ngoài cửa thạch phong nhìn kỹ cảnh tượng ngoài cửa lập tức giật nảy mình ngoài cửa không phải ai khác chính là nữ lớp trưởng triệu nhược hy lúc này mặc một thân quần áo thể thao tết tóc đuôi ngựa khí tức thanh xuân hoạt bát rất là mê người sao nàng lại tới đây thạch phong nhớ rõ sinh nhật của triệu nhược hy chắc là tháng sau cho dù tới đây mời tốc độ này cũng hơi nhanh có điều người đã tới hắn cũng không thể làm bộ như không đành phải thu dọn một chút rồi đi mở cửa vừa mở cửa, chỉ thấy Triệu Nhược Hy mở to mắt hạnh, mang theo ánh mắt quan tâm, không khỏi chất vấn. Thạch Phong, ngươi thật sự đáp ứng tiếu thúc thúc muốn đi tỉ thí à? Nghe thấy Triệu Nhược Hy nói như vậy, Thạch Phong cũng hiểu đại khái. Tiếu Nham và Tiếu Ngọc có quan hệ sâu với Triệu Gia, chuyện lớn như vậy của trung tâm thể hình bắt đấu, sao Triệu Gia lại không biết? Ừm, ta đáp ứng đánh một hồi thi đấu biểu diễn. Thạch Phong gật đầu. Ngươi đúng là nhàn rỗi, ngươi biết đối thủ lần này của ngươi là ai không triệu nhược khi nhìn bộ dạng nhàn nhã đó của thạch phong bất đắc dĩ nói cái này thì ta chưa biết có điều bên bắt đấu chắc sẽ báo trước cho ta biết thạch phong lắc đầu nói ngươi rốt cuộc có biết cái gì gọi là khẩn trương không triệu nhược khi thở dài một hơi cũng không biết phải nói gì với thạch phong thi đấu cách đấu không phải là việc nhỏ nhất là lần cách đấu này không tầm thường lần này bắt đấu vì cuộc khởi mời rất nhiều tuyển thủ cách đấu nổi danh trong đó có cả đại sư võ thuật tuy phí ra sân của bắt đấu rất cao có điều những người này đều có hành trình của mình căn bản không có thời gian càng đừng nói là những đại sư võ thuật cao cao tại thượng đó vốn đối thủ của ngươi là quán quân đại hội cách đấu năm trước của thành phố kim hải nhưng làm sao vậy thạch phong không khỏi hiếu kỳ nói đối với quán quân cách đấu phương thanh hoa của thành phố kim hải thạch phong cũng có chút ấn tượng trong tham gia đại hội cấp tỉnh đạt được thứ hạng không tồi, lúc ấy rất nổi tiếng ở thành phố Kim Hải. Có điều hắn không cho rằng mình sẽ thua, nói như thế nào thì biết ám kình là không biết ám kình là có chênh lệch trên bản chất. Huống chi tình trạng thân thể hiện tại của hắn là tốt chưa từng có. Nhưng người ngươi đối chiến đột nhiên thay đổi, nguyên nhân là Phương Thanh Hoa bị một người đánh bại, mà đối thủ của ngươi chính là người đó, nghe nói khi người đó giao thủ với Phương Thanh Hoa, hai bên chỉ giao thủ 10 chiêu. Phương Thanh Hoa đã một chưởng đánh bại. Nếu là đánh bại một cách bình thường thì cũng thôi, nhưng một chưởng cuối cùng người này đánh ra, không ngờ là dùng ra Ám Kình, người đó còn tỏ vẻ rất có hứng thú với huấn luyện viên thủ tịch của trung tâm thể hình bắt đấu, cho nên mới muốn thay Phương Thanh Hoa tham gia tỷ thí. Triệu Nhược Hy tuy biết Thạch Phong cũng biết Ám Kình, nhưng đối phương cũng là cao thủ Ám Kình, hơn nữa thực lực rất mạnh, nếu hai người thật sự đánh nhau, rằng kết quả thực sự rất khó nói cũng là cao thủ ám kình à. Thạch Phong đột nhiên có mấy phần hứng thú. Cao thủ ám kình không phải là rau cải trắng trên đường, cho dù là 10 năm sau, cao thủ như vậy cũng rất ít thấy, Thạch Phong cũng chỉ là may mắn nắm giữ được ám kình, lại chưa từng được giao thủ với cao thủ ám kình trong hiện thực. Có điều Thạch Phong trước đó cũng chưa từng nghe qua thành phố Kim Hải từ lúc nào lại có một vị cao thủ ám kình, hơn nữa còn là cao thủ ám kình của trung tâm thể hình bắt đấu. Trong đời trước trung tâm thể hình bắt đấu không có huấn luyện viên thủ tịch gì. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến người rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ là do ta trùng sinh, lịch sử cũng không ngừng thay đổi sao? Thạch Phong hơi trầm tư, nhất là nhớ tới biến hóa lớn của thần vực, trong lòng càng xác định hơn. Triệu Nhược khi nói cả nửa ngày, phát hiện dường như Thạch Phong không quá để ý tới đối thủ, còn nói cả nửa ngày, muốn Thạch Phong từ bỏ lần tỷ thí này đỏ sức giữa cao thủ ám kình không phải là đùa giỡn không cẩn thận có thể bị trọng thương lưu lại hậu hoạn bản thân thạch phong cũng là thủ ám kình tương lai tiền đồ vô lượng hoàn toàn không cần thiết phải vì một vị trí huấn luyện viên thủ tịch của bắt đấu mà liều chết liều sống có điều thạch phong vẫn cự tuyệt không chỉ là vì vị trí huấn luyện viên thủ tịch của bắt đấu phần lớn là vì kế hoạch phát triển trong tương lai của linh dực năm chiếc hư nghĩ thực cảnh thương còn có 15 bình dược tề dinh dưỡng cấp S, thực sự quá quan trọng với sự phát triển của linh dược. Nếu linh dược có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ trấn sân hơn, hắn cũng sẽ không cần mệt chết mệt sống vì công hội mà chạy ngược chạy xuôi, có thể làm rất nhiều việc mà mình muốn làm. Sau đó Thạch Phong lại hàng huyên với Triệu Nhược Hy, sau khi Triệu Nhược Hy rời khỏi, Thạch Phong lại bắt đầu một ngày rèn luyện thân thể. Từ khi có hư nghĩ thực cảnh thương, hiệu quả khi Thạch Phong rèn luyện thân thể càng lúc càng tốt, hơn nữa không biết vì sao, đại não cũng càng lúc càng linh hoạt. Nếu có thể phối hợp với dược tề dinh dưỡng cấp S, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bất tri bất giác một ngày cứ vậy trôi qua. Cho tới 20 giờ buổi tối đăng nhập, hệ thống thần vực cũng thăng cấp xong. Lúc này Thạch Phong tiến vào trong thần vực, cảm giác thân thể ở trong trò chơi là vô cùng thoải mái, ngũ cảm cũng có được tăng cường trên diện rộng. Hội trưởng, chỗ ta không sử dụng được kỹ năng phi ảnh vốn muốn thể nghiệm một chút thay đổi sau khi hệ thống thăng cấp đột nhiên phát hiện hắn ngay cả một kỹ năng cũng không dùng được chỗ ta lại có thể hắc tử nói xong liền dùng ra một đạo ám ảnh tiễn đánh trúng cột đá ở xa xa có điều sau khi đánh trúng cột đá vẻ mặt hắc tử cũng có chút quái dị nói kỳ quái thật vị trí ta nhắm tới không phải là chỗ đó trong nhất thời tất cả mọi người vừa đăng nhập đều cảm thấy rối bời nghề nghiệp cận chiến không dùng được kỹ năng Nghề nghiệp hệ ma pháp viễn trình thì uy lực của kỹ năng giảm mạnh, trên công kích không còn sắc bén nữa, sai số cực lớn. Thạch Phong không nên tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đứng tại chỗ thử. Chỉ thấy Thạch Phong rút ra thâm viên giả hơi vung lên, thức mở đầu cơ hồ giống hệt với Trảm kích. Lập tức một đạo kiếm quang bay ra, một phát chặt đứt phía trước phía trước. Quả nhiên là vậy. Thạch Phong rất hài lòng với một kiếm lúc trước. Hắn rõ ràng cảm thấy sự nắm giữ đối với thân thể của mình lại đề thăng không ít, về phần chỉ dùng động tác là có thể sử dụng kỹ năng, hắn cũng không có cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại là rất thuận buồm xuôi gió. Liên tục dùng ra liệt địa trảm, phong lôi thiểm, diễm lôi bạo vân vân, đám người thủy sắc sắc phi thấy mà sửng sốt. Hội trưởng, ngươi làm thế nào mà được vậy? Lúc trước hỏa vũ từng trước thử rất nhiều lần, bất kể đọc thầm trong lòng, hay là hô ra tiếng, kỹ năng đều không dùng được, một thích khách không có kỹ năng thì giết quái làm sao được. Đúng rồi, hội trưởng. Phi ảnh cũng rất sốt ruột. Rất đơn giản, lần này sau khi thần vực tiến hóa, sử dụng kỹ năng không còn là thông qua ngôn ngữ hoặc là đọc thầm, mà là căn cứ vào động tác của người chơi để tự động sử dụng. Các ngươi có thể thử một lần, trong cuộc kỹ năng, có video dạy động tác kỹ năng đó. Thạch Phong nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người, không khỏi cười nói. Kỳ thật cho dù hắn không nói, mọi người nghiên cứu một đoạn thời gian sẽ phát hiện, nhất là trực tiếp kiểm tra cục kỹ năng hệ thống, vốn kỹ năng của người chơi là không có video dạy, nhưng hiện tại lại có, để các người chơi có một tiêu chuẩn, có thể sử dụng ra kỹ năng tốt hơn. Mọi người vừa nghe vậy vội vàng bắt đầu nghiên cứu. Đám người Thạch Phong cứ như vậy vừa nghiên cứu làm thế nào để sử dụng kỹ năng, vừa tra xét cửa ra của tinh thần vẫn lạc chi địa. Ngay khi đám người Thạch Phong đang thăm dò, không biết người chơi của toàn bộ thần vực đều đang xù lông. Lần tiến hóa thứ hai của thần vực khiến yêu cầu sử dụng kỹ năng của người chơi đề thăng không ít. Cho dù cao thủ muốn thích ứng, cũng cần phải tốn một đoạn thời gian rất dài. Ở trong tinh thần vẫn lạc chi địa tìm kiếm cửa ra, tất nhiên không thể thiếu được chiến đấu với quái vật. Có điều cũng may Thạch Phong không cần quá trình thích ứng này, đại bộ phận kỹ năng đều có thể sử dụng một cách hạ bút thành văn, đối phó với một số tinh anh và tinh anh đặc thù đi lẻ là không có bất kỳ vấn đề gì. Về phần đám người thủy sắc sắc vi thì dùng những quái vật này để luyện tập. Nhất là hai người hỏa vũ và phi ảnh là nghề nghiệp cận chiến. Một người đối mặt với một con lan nhân chiến sĩ tinh anh cấp 27 đang không ngừng sử dụng kỹ năng trong chiến đấu. Chỉ thấy chân hỏa lưu nhận rực rỡ trong tay hỏa vũ vung ra, vẽ ra một đạo hồng mang, lập tức đánh vào người lan nhân chiến sĩ, huyết hoa bắn ra, trên đầu lan nhân chiến sĩ lập tức bắn ra 2.749 điểm thương tổn, có điều đối với 42.000 điểm mà nói thì chút thương tổn này không tính là gì. Hệ thống, độ hoàn thành lóc xương hoàn thành 56%, độ thuần thục kỹ năng cộng 1, tạo thành 69% hiệu quả kỹ năng. Dư quan của hỏa vũ liếc cục nhắc nhở hệ thống chiến đấu, mày nguyệt hơi nhíu lại, không cảm thấy hài lòng với một chiêu lóc xương này. Lan nhân chiến sĩ gầm lên một tiếng, dơ lên chiến chu y đập tới hỏa vũ bước chân hỏa vũ xoay chuyển thoải mái né tránh chiến chùi y đang oanh kích chân hỏa lưu nhận trong tay cầm ngược thân thể xoay tròn chân hỏa lưu nhận tỏa ra tia lửa đánh vào lưng lan nhân chiến sĩ toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy đâm sau lưng trừ hai nghìn năm trăm hai mươi ba gừ lan nhân chiến sĩ đột nhiên hét thảm một tiếng hệ thống độ hoàn thành của đâm sau lưng sáu mươi chín phần trăm độ thuần thục kỹ năng tổng hai tạo thành 83% hiệu quả kỹ năng. Sử dụng đâm sau lưng so sánh với lóc xương thì thuần thục chính xác hơn, trực tiếp khiến độ hoàn thành đề thăng một bậc, có điều hỏa vũ vẫn không hài lòng, nếu là trước kia, cho dù không có vũ khí như chân hỏa lưu nhận, nàng cũng có thể thoải mái đánh ra thương tổn như vậy. Chỉ dùng lan nhân chiến sĩ để luyện tập mấy lần, hỏa vũ cảm nhận được đầy đủ, muốn nắm giữ hệ thống chiến đấu mới là rất khó. Bởi vì nơi này có rất nhiều biến số, Uy lực kỹ năng mà người chơi sử dụng hoàn toàn là căn cứ vào độ hoàn thành của người chơi để phán đoán, không giống như trước kia, chỉ cần sử dụng ra kỹ năng là uy lực có thể phát huy ra 100% hiệu quả. Nhưng hiện tại không được. Động tác của kỹ năng không tiêu chuẩn, thương tổn tạo thành thậm chí có thể bỏ qua. Hơn nữa muốn ở trong chiến đấu đạt tới động tác tiêu chuẩn, lại là đã khó càng thêm khó. Tổng hợp lại, mô thức chiến đấu hiện tại, độ khó ít nhất cũng đề thăng hai cấp bậc vốn hỏa vũ còn có thể thoải mái đối phó một hai con tinh anh đặc thù, muốn đi khiêu chiến quái đầu lĩnh, nhưng hiện tại muốn đối phó một con tinh anh đặc thù cũng khó, càng đừng nói là quái đầu lĩnh. Mà bên kia phi ảnh cũng cho mày, càng đánh càng nghẹn lời. Hỏa vũ trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, cốt xấu gì có thể đạt tới 50% độ hoàn thành trở lên, trong đó kỹ năng đâm sau lưng lại đạt tới quá 70% độ hoàn thành kỹ năng, nhưng hắn ngay cả kỹ năng ảnh thứ đơn giản nhất mới có thể đạt tới 50%, miễn cưỡng có thể có được độ thuần thục kỹ năng, kỹ năng khác là không có cái nào đạt tới 50%. So sánh với hỏa vũ và phi ảnh, nghề nghiệp hệ ma pháp sau khi trải qua một đoạn thời gian luyện tập, độ hoàn thành cũng rất cao, đều là 60% trở lên, có điều đây cũng là vì động tác thi triển của hai người khác nhau, kỹ năng hệ ma pháp sử dụng đều là đọc sách và ngâm sướng, có một số chỉ dùng thủ thế và chú ngữ đơn giản là được. Cho nên khi cho nên tương đối đơn giản, chỉ là thời gian thi pháp dài hơn trước kia, nhất là khi sử dụng ma pháp cao cấp. Ngay khi mọi người đang luyện tập kỹ năng, Thạch Phong một mực trắng ở trước nhất đã đại sát tứ phương. Đối mặt với mấy chục con lan nhân chiến sĩ, Thạch Phong là trực tiếp xông qua, giơ tay chính là một kiếm phong lôi thiểm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ước chừng năm đạo hồ quang màu xanh lướt qua thân thể của tất cả lan nhân chiến sĩ, bắn ra từng mảng thương tổn. Trừ 2060, trừ 2706, trừ 3521, trừ 4543, trừ 6020. Trong nháy mắt khiến cho điểm sinh mệnh của mấy chục con lan nhân chiến sĩ giảm xuống gần một nửa, có một số bởi vì xuất hiện bạo kích, trực tiếp biến thành tàn huyết, ngoài ra bởi vì có hiệu quả gia tăng thương tổn của phong lôi tiểm, thương tổn phải chịu về sau gia tăng 30%. Có điều những cái này vẫn không tính là gì, mà là độ hoàn thành của phong lôi thiểm hệ thống độ hoàn thành của phong lôi thiểm 83% độ thuần thục kỹ năng cộng 3 tạo thành 97% hiệu quả kỹ năng ngay sau đó thạch phong nhảy lên không do cao thâm nguyên giả trong tay lập tức lôi hỏa chi lực bắn ra trên thân kiếm chém một kiếm về phía lan nhân chiến sĩ ầm uhm. phạm là lan nhân chiến sĩ ở trong phạm vi 10x10m đều bị choáng chịu hơn 7.000 thương tổn bạo kích chính là hơn 14.000 lan nhân chiến sĩ đã nhiều trực tiếp nằm trên mặt đất. Hệ thống, độ hoàn thành của diễm lôi bạo 74%, độ thuần thục kỹ năng cộng 2, tạo thành 89% hiệu quả kỹ năng. Sau khi Thạch Phong hạ xuống đất tung ra một chiêu trảm kích, liên tục chém trúng ba con lan nhân chiến sĩ, đều tạo thành hơn 2.800 điểm thương tổn. Hệ thống, độ hoàn thành của trảm kích là 85%, độ thuần thục kỹ năng cộng 3, tạo thành 100% hiệu quả kỹ năng không đến một lúc mấy chục con lan nhân chiến sĩ đã bị toàn diệt đám người thủy sắc sắc phi ở xa xa một mực chú ý tới chiến đấu của thạch phong ai nấy đều trố mắt cứng họng độ hoàn thành kỹ năng là khó tới mức nào tất cả mọi người đã được thể nghiệm nhưng sau khi nhìn thấy ghi chép chiến đấu của thạch phong trừ khiếp sợ ra thì không có cảm giác khác về phần làm thịt mấy chục con tinh anh mọi người cũng không có cảm giác gì chỉ là tinh anh mà thôi mỗi người ở đây đều có thể làm được Tuy kỹ năng là rất khó sử dụng, nhưng mọi người bởi vì vấn đề trang bị, công kích bình thường vẫn vô cùng khả quan, đối phó những tinh anh này chỉ là vấn đề tốn thời gian dài hay ngắn. Sở dĩ khiến bọn họ khiếp sợ là vì bọn họ liều chết liều sống luyện hơn 4 tiếng mới vất vả lắm đạt tới 50% trở lên, nhưng Thạch Phong lại thoải mái đạt tới cách 80%, cho dù là Diễm Lôi Bạo không thuần thục nhất cũng có 70% độ hoàn thành trở lên. Có điều thế vẫn chưa hết gì, Từng chiêu từng thức Thạch Phong sử dụng đều vô cùng tùy ý nối liền, mà lại còn có thể có độ hoàn thành như vậy, sao có thể không khiến bọn họ rung động. Hội trưởng, ngươi có thể dạy chúng ta làm thế nào để đề thăng độ hoàn thành kỹ năng không? Thủy Sắc Sắc Phi đối với cao siêu của Thạch Phong thì hâm mộ không thôi. Đúng vậy, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần tùy tiện có thể đạt tới 70% độ hoàn thành là được. Hắc Tử đã rất đau đầu về độ hoàn thành Lúc ban đầu đề thăng độ hoàn thành vẫn rất nhanh, không đến nửa giờ liền đạt tới 50%, nhưng từ 50% đề thăng 60% lại tiêu tốn hơn 3 giờ, nhưng càng tới về sau đề thăng độ hoàn thành lại càng khó, đến bây giờ đã cơ hồ là không làm được. Độ hoàn thành đạt tới khoảng 60%, thực lực phát huy ra chỉ có 6 7 thành trước kia, nếu độ hoàn thành có thể ổn định ở 70%, có thể phát huy ra thực lực của bọn họ lúc trước. Nếu độ hoàn thành đạt tới 85% Hiệu quả kỹ năng có 100%, độ hoàn thành có thể đạt tới 85% trở lên, hiệu quả kỹ năng có thể vượt quá 100%. Nếu bọn họ có thể luyện tất cả kỹ năng đến độ hoàn thành thoải mái vượt quá 85%, đến phát huy ra khẳng định sẽ đề thăng hơn trước kia rất nhiều. Mọi người đều vô cùng khát vọng đối với điều này, đáng tiếc là quá khó khăn. Các ngươi thực sự muốn biết làm thế nào để đề thăng độ hoàn thành nhanh hơn à? Thạch Phong thu thập đồ rơi ra một chút không khỏi nhìn về phía mọi người cười hỏi nghe thấy thạch phong nói như vậy đám người thủy sắc sắc phi cũng liên tục gật đầu nếu độ hoàn thành kỹ năng có thể mau chóng đề thăng thực lực của các nàng cũng có thể nâng cao một bước tất nhiên là rất chờ mong kỳ thật rất đơn giản luyện nhiều nghĩ nhiều thạch phong không hề giấu giếm nói nghĩ nhiều luyện nhiều đám người thủy sắc sắc phi không khỏi ném tới ánh mắt khinh bỉ bọn họ đang một mực làm tại như vậy nhưng đến bây giờ đã tới cực hạn rồi đúng vậy chính là nghĩ nhiều luyện nhiều không có phương pháp khác mỗi một động tác kỹ năng của thần vực đều có ý nghĩa của nó trước tiên làm rõ là phải làm gì sau đó thì hành động các ngươi một mực trong mèo vẽ hổ đơn thuần là bắt chước video dạy học tất nhiên không thể thêm một bước thêm một bước thạch phong rất hiểu tâm tình bức thiết của đám người thủy sắc sắc vi lúc này nhưng đề thăng độ thuần thục không phải là chuyện một sớm một chiều sau khi thần vực mở ra tiến hóa lần thứ hai các người chơi thần vực cũng có một đoạn thời gian chán nản cho dù cao thủ cũng không ngoại lệ vốn đang rất mạnh lại đột nhiên yếu đi loại chuyện này muốn người ta dễ dàng tiếp nhận chính là không dễ dàng có điều cũng chính bởi vì thần vực tiến hóa lần thứ hai giữa người chơi bình thường và cao thủ cũng có khác biệt rõ ràng trước kia là xem trang bị xem thân thủ nhưng sau lần tiến hóa thứ hai chính yếu là xem độ hoàn thành kỹ năng lập tức có thể phân biệt ra là rồng hay dung, vô cùng trực quan. Độ hoàn thành kỹ năng của người chơi bình thường đều là ở 50% đến 60%, có thể gọi là nhập môn, mà độ hoàn thành từ 61% đến 70% có thể gọi là tinh anh, mà từ 71% đến 80% chính là cao thủ, 80% đến 90% chính là lĩnh vực của cao thủ đỉnh cấp, người chơi có thể đạt tới 90% trở lên là vô cùng hiếm có độ hoàn thành tốt nhất của Thạch Phong ở đời trước cũng chính là 87%, tuy cách vượt qua cao thủ đỉnh cấp chỉ có 3%, nhưng chút trên lệch này lại giống như vách trời. Hiện tại bọn hỏa vũ có thể trong mấy tiếng luyện thành như vậy, đã là rất không tồi rồi. Không biết sau khi thần vực hoàn thành tiến hóa lần thứ hai, bao nhiêu người chơi không dám một mình đi quét quái nữa, bao nhiêu người chơi phải tiêu tốn thời gian mấy ngày để làm quen với độ hoàn thành kỹ năng đạt tới 50%. Người chơi có 50% độ thuần thục kỹ năng mới có tư cách đơn độc tới đi giết quái, bằng không chỉ dựa vào độ hoàn thành không thành thục, quy lực của kỹ năng sử dụng ra đều có thể bỏ qua không tính, lại thêm tuyệt đại đa số người chơi đều dựa vào kỹ năng để giết quái, đơn độc giết quái căn bản chính là tự tìm chết. Suy nghĩ thêm vì sao những kỹ năng này lại phải dùng động tác như vậy. Hỏa vũ hơi trầm tư. Ví dụ như kỹ năng đâm sau lưng này, độ hoàn thành trong các kỹ năng của nàng là cao nhất chẳng lẽ phải làm như vậy mới có thể thể hiện ra kỹ xảo của kỹ năng hỏa vũ nhớ lại chiến đấu khi mình sử dụng kỹ năng đâm sau lưng này trước kia nàng luôn tìm cách dùng vũ khí công kích đến sau lưng kẻ địch lại không cân nhắc làm thế nào để dùng ra kỹ năng đâm sau lưng với hiệu suất lớn hơn có điều trong video dạy học của đâm sau lưng đều là người chơi trước tiên thông qua né tránh công kích của đối phương khi di động bước chân nghiêng đi vòng qua đối phương thân thể xoay tròn cầm ngược vũ khí vừa hay có thể đâm đến sau lưng đối phương, toàn bộ quá trình công kích có thể nói là vô cùng trôi chảy hiệu suất. Nhanh hơn phương thức công kích trước kia của nàng, càng không dễ dàng bị né tránh. Nghĩ đến đây hỏa vũ khẩn lại đi tìm lan nhân chiến sĩ để thí nghiệm. Khi lại đối mặt với lan nhân chiến sĩ, hỏa vũ ngay cả tìm hành cũng không dùng, trực tiếp đi qua, sau khi lan nhân chiến sĩ phát hiện ra hỏa vũ, kêu lên một tiếng sách đại kiếm chém tới. Hỏa vũ đối mặt với một kiếm, không lập tức né tránh mà là chờ khi tốc độ vung ra một kiếm này của lan nhân chiến sĩ đạt tới nhanh nhất mới di động thân thể cất bước bước chéo cuối cùng vào lúc chỉ mành treo chung thì né tránh một kiếm này cầm ngược chân hỏa lưu nhận sau đó xoay người chân hỏa lưu nhận mang theo tia lửa hóa thành một đạo hỏa quan đâm về phía sau lưng lan nhân chiến sĩ bởi vì lực xoay tròn của thân thể của hỏa vũ khiến một kiếm hỏa vũ đâm ra lại gia tốc loại tốc độ này cho dù là thạch phong cũng không thể tránh được càng đừng nói lan nhân chiến sĩ. Xoẹt một tiếng, chân hỏa lưu nhận đâm xuyên qua lưng lan nhân chiến sĩ, trên đầu bắn ra 2736 điểm thương tổn. Hệ thống, độ hoàn thành của đâm sau lưng 76%, độ thuần thục kỹ năng cộng 2, tạo thành 90% hiệu quả kỹ năng. Hỏa vũ nhìn thấy nhắc nhở hệ thống này, hai mắt lập tức sáng lên, giống như ở trong bóng đêm tìm được phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Thế là bắt đầu dùng lan nhân chiến sĩ tiếp theo để thực nghiệm đâm sau lưng, chỉ cần đâm sau lưng vừa CD xong là liền bắt đầu luyện tập, đáng thương cho lan nhân chiến sĩ không đến 5 phút đồng hồ là bị hỏa vũ chơi chết. Hỏa vũ tỷ lợi hại quá, cuối cùng cũng đều đề thăng tới 78%. Phi ảnh phi ảnh lần đâm sau lưng hỏa vũ dùng ra cuối cùng để giải quyết lan nhân chiến sĩ, hâm mộ không thôi. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của hỏa vũ, đều giống như hiểu ra chút, vội vàng tìm kiếm quái vật để thực nghiệm mà thạch phong cũng không nói gì cũng yên lặng bắt đầu tìm kiếm cửa ra chỉ đạo quá nhiều khẳng định sẽ khiến bọn hỏa vũ cho rằng lời hắn nói mới là chính xác nhất nhưng mỗi người đều có con đường và thói quen chiến đấu của riêng mình thói quen và hình thể khác nhau sẽ dẫn tới khi sử dụng kỹ năng xuất hiện sai lệch khác nhau nếu cứ dựa theo lời nói của hắn mà làm tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ có đề thăng có tính tăng vọt nhưng sẽ cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của bọn hỏa vũ sau này cho nên mới muốn bọn họ tự suy nghĩ. Bản thân Thạch Phong năm xưa cũng vì thích bắt chước cao thủ, thậm chí nhất cử nhất động đều không bỏ qua, muốn mượn cái này để đề thăng kỹ thuật của mình, đáng tiếc năm đó không ai nói với hắn như vậy, dẫn tới hắn đã lầm đường lạc lối. Tuy trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, nhưng Thủy chung kẹt ở hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, có thế nào cũng không nhảy ra được, ngay cả hư vô chi bộ cũng cũng không thành công, nhưng sau khi trùng sinh, Thạch Phong mới phát hiện, thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất, mình vốn không phải ai khác. Cường hành dùng thứ thích hợp với người khác cho mình, sao có thể tốt được. Bởi vì nghĩ thông chuyện này, hắn cuối cùng mới học được hư vô chi bộ, khiến thực lực của bản thân có được đề thăng trên diện rộng. Học được hư vô chi bộ chỉ là bước thứ nhất thạch phong thoát khỏi sự bắt trước, sau này vẫn có rất nhiều thứ đều cần tự mình lần mò, tự trải ra một con đường riêng. Trong nhất thời toàn bộ tinh thần vẫn lạc chi địa đã thành sân thí nghiệm của đám người thạch phong. Bất tri bất giác mọi người đã ở tinh thần vẫn lạc chi địa hơn 7 tiếng, trong thời gian này đã kích sát không ít lan nhân chiến sĩ tinh anh cấp 27, độ hoàn thành kỹ năng của mọi người cũng đang không ngừng đề thăng, tuy chưa đạt tới tùy ý làm được độ hoàn thành 70%, nhưng khi tùy ý sử dụng kỹ năng cũng có thể đạt tới 60% trở lên. Còn lại đào được hơn 1.300 khối tinh hỏa khoáng thạch, hiệu suất tốt hơn lấy quặng ở bên ngoài rất nhiều, hiện tại cộng hết tinh hỏa khoáng thạch đã đào được lại cũng vượt quá hai vạn khối rồi. Nếu đổi những tinh hỏa khoáng thạch này thành thì chính là hơn 200 kim tệ, lại dùng hiền giả thạch tinh luyện thành tinh hỏa chi tinh, đó chính là hơn 800 kim tệ. 800 kim tệ đối với một công hội nhất lưu mà nói cũng là một khoản tài chính lớn, chỉ cần được trợ cấp mấy trăm kim tệ là có thể mua được đất đai có tiềm lực không tồi ở trong thành thị. Nếu dùng những tinh hỏa chi tinh này trên việc rèn, giá trị còn tăng mấy lần, chỉ là nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy thích rồi hội trưởng chỗ ta phát hiện một cửa kính hỏa vũ đột nhiên báo cáo nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha